Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô ở Hải Phòng. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe có sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Em địa chỉ của em là km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão Hải Phòng, ngay nối ra vào cao tốc Hải Phòng ra với quốc lộ 10. Chân cầu Tiên Cựu An Lão Hải Phòng anh em nhé. Tiên là trong từ đầu tiên, cựu là trong từ kỳ cựu, cầu Tiên Cựu anh em nhé. Rất dễ tìm, anh em chỉ cần vào Google Maps viết chữ cầu Tiên Cựu Hải Phòng nó ra ngay giày em luôn. Vậy thì anh em nào mà đi từ xa đến, anh em cứ tìm cái đường ngã tư Hòa Bình này, ngã tư Chợ Kênh, cầu Tiên Cựu, An Lão Hải Phòng đều là nhà em cả. Đến cái chỗ nào mà đi qua cái nối vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng đây mà có mấy cái cầu cao cao này, anh em rẽ vào là bãi nhà em bạt ngàn xe ở đây. Đấy, cái biển thì bên thị trường người ta, cái chỗ này không phải là đất để anh em em thuê, nhưng mà không được dựng biển mấy hôm thì em tháo xuống thì nó hơi khó tìm một chút, hơi hạ biển vài hôm anh em nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ quay review với anh em một 4 chiếc một loạt xe Kia Morning giá rẻ, chỉ hơn 150 triệu đồng thôi, sở hữu ngay một trong 4 chiếc Kia Morning đời 3 chiếc đời 2011 và một chiếc đời 2010. Đây, chỉ có 150 mấy triệu anh em đã sở hữu ngay một trong 4 chiếc này rồi, rất là đẹp. Đầu tiên là chiếc Kia Morning đời 2011, bản Việt Nam hết nhé anh em nhé, 4 con này đều bảo bản Việt Nam cả, biển Hà Nội, tên tư nhân. Chiếc này đăng kiểm dài tháng 10 năm 2020, 4 quả nốt mới tinh và na răng đốc đúc rất là đẹp, nan hoa rất là đẹp anh em ạ, màu bạc. Con này anh em chỉ việc, tất cả những xe ở đây anh em chỉ việc đổ xăng là đi thôi, không cần làm bất cứ một cái gì hết. Em sẽ quay cho mọi người xem qua cái nội thất. Đây, đã có màn hình anh em ạ. Đấy, ghế thì 3D này, trần thì nguyên bản theo xe. Đấy, taxi ra anh em nhé, khỏi phải nói luôn. Làm gì có giá xe gia đình giá này, không có. Ông đừng hỏi taxi dịch vụ gì không nhé, nhọc lắm. Đây, quay luôn cho mọi người xem này, trần nỉ này, ghế da. Màu này cũng hơi tối tối một chút, anh em về đánh rửa nó đi. Có cam nùi này, khóa chốt rồi, không mở được. Ở đây thì em cứ quay tổng thanh nội ngoại thất cho anh em xem này, cua lốp chưa mọt nhé, cua lốp chưa mọt luôn. Phanh đĩa đằng trước, phanh sau là tăng sống. Đây, tháng 10 năm 2020 thì hết hạn đăng kiểm, dài miên man gần năm nữa. Đây này, rất là mới đẹp. Nói chung là với 152 triệu đồng thôi, anh em đã sở hữu ngay một chiếc Kia Morning đời 2011 số sàn, tên tư nhân rồi. Màn hình cam nùi đầy đủ, loa check chế thêm kìa. Đấy, chân nỉ nguyên bản, đẹp rồi. Đây, keo chỉ cánh nguyên zin nhé. Con này thì căng và đẹp lắm. Nói chung là cột kèo cũng zin hết anh em này. Đấy, rất là đẹp. Không cần làm gì, đằng sau thì có cái cản đằng sau này. Cái này thì công an người ta cũng không có hỏi nhiều, nhưng khi đi đăng kiểm anh em phải tháo ra nhé, vì nó không thuộc cái phạm vi của xe. Em thấy cho cái này vào nó cũng thấy vướng này, rửa xe nó bẩn, chẳng thích gì. Em không thích cái này, còn anh em nào thích thì càng tốt, mới nái thì có cái này càng tốt anh em nhé. Đấy, xấu đẹp em chê luôn chứ em không có che đi anh em ạ. Xấu chê luôn, đẹp chê luôn, đẹp khen luôn chứ, đẹp lại chê luôn thì nhọc lắm. Đây, con màu đỏ là siêu phẩm bên Khả Năng Ô Tô này, vừa về luôn, 158 triệu, biển Thủ Đô. Con này đời 2011 anh em ạ, đăng kiểm tháng 1 năm 2020. Vì sao nó chênh hơn so với những con kia bên cạnh? Vì con này nó rất là đẹp, cản support. Ba con này đều cản support cả rồi, nhưng mà con này nó đẹp nhất trong đây. Vì làm sao? Vì nó biển Thủ Đô và nó ăn cái màu anh em ạ. Ăn được cái màu nội thất nữa anh em nhìn này, màn hình đầy đủ hết, nhìn vô lăng này. Đẹp miên man luôn anh em, trần 5D, 6D, 8D luôn. Ghế này đẹp thôi rồi, con này không thể chê được một điểm nào luôn. Cột kèo keo chỉ cánh cửa zin hết, không một mất một phân nào. Zin hết, 158 triệu đồng thôi, ba rút hồ sơ cho anh em. Anh em nào không rút hồ sơ thì giảm ngay anh em. Đấy, giảm ngay cho anh em 3 triệu anh em này. Đấy, 155 triệu thôi, không rút hồ sơ cứ để mà đi. Biển Hà Nội mà anh em. Đây, số là mất cái này này. Cái này nắm lúc nó hay cọt kẹt nó kêu, hoặc là anh em tháo bố này, cho nó mở rộng được cánh cửa. Đấy, rất là đẹp, form căng đét màu đỏ, đẹp lắm. Con này thì em nói đùa chứ con này không thể nào có con nào đẹp trong 3-4 con này, thì con này đẹp nhất, cứng nhất.
thì giá nó có nhỉnh hơn có một tí ti thôi. Mà đời 2011, đời cao luôn. 158 triệu đồng thôi, ba đút hồ sơ cho anh em. Form rất là căng và đẹp. Không chê ở cái điểm gì được anh em ạ. Con này là taxi ra anh em nhé. Taxi ra luôn. Đấy, báo cho anh em luôn. Anh em đừng có hỏi em là xe có dịch vụ gia đình không anh em nhé. Nhọc lắm. Mệt kinh. Này, cái này bên dưới nó có cái đèn đung cái gì đây. Đấy. Form đằng sau sport này, nhìn yêu chưa? Cái này xấu cái này là có một tí xước xước sơn ở đây mới này, nó móp móp ở chỗ này. Chỉ luôn, chứ không nói dối mọi người một câu nào luôn. Đây, xem lại cốp phát. Keo chỉ nguyên zin hết nhá. Ốc đinh bấm này. Con này đẹp, đẹp nhất trong đây. Trần này, nhìn thấy không? Yêu chưa? Đấy, ghế da này mới cứng này. Chủ xe nó còn mở mùi, mở ra phát mùi thơm nức nức mũi lên luôn, chứ đừng có nói này. Xấu ở cái điểm gì hết. Này, cái đệm ở dưới này, sau này cũng bọc 5D luôn. Ôi trời, tuyệt đẹp luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Cột kèo zin hết, đầu đít zin hết. Chưa biết han mọt ở đâu hết. Chủ xe giữ con này kinh hoàng luôn. Đấy, anh em nhìn đi này. Bộ mở lốp còn theo xe nguyên luôn, không mất cái nào. Đẹp. Cố bên tại người anh em. Xe đẹp thì đồ đẹp thôi, có thế thôi. Chẳng có cái gì cả mà chê trách được anh em này. Keo chỉ cánh cửa này zin hết. Sợ bóc cột luôn. Thử cái cột đấy anh em nhìn không? Zin đét đẹp. Không phải làm gì luôn. Sợ thật. Không cần làm gì luôn. Cái thảm để chân cũng còn mới, này ông giữ xe. Sợ quá. Chủ lữ anh em ơi, chủ lữ. Quên. Chủ lữ nhá. Tên này chủ lữ này. Xe của chủ lữ thảo nào đẹp thế này. Nên đã có mùi phảng phất mùi hoa nhài rồi. Đấy. Hoa này là hoa của hoa trinh nữ hay sao ấy. Sao mà zin hết thế này. Chắc hoa trinh nữ rồi anh em. À đây 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 đây. Tác phẩm của việc. À nhớ rồi, mùi xả anh em, mùi xả rồi. À, mùi này đỡ say xe. Thơm lắm. Ui giời, thơm nước mũi. Đẹp. Thôi rồi, em nổ máy con này cho anh em xem. Con này nó đẹp này, tại sao không nổ máy cho mọi người cùng xem. Úi giời, để phát đầu tiên không ăn rồi. Lên luôn. Đấy. Máy nổ im phắc. Cái con bên cạnh nó kêu thôi anh em. 12 bạn 6 chuẩn này. À, chà. Đấy, DVD, màn hình đầy đủ đây. Đây. Cho mọi người cùng xem cái khoang máy của chiếc xe này. Ê, máy nó nổ êm như... cái gì nhỉ? Êm như chó thở luôn anh em. Ê, keo chỉ capo này. Không rớt mất một zin. Không mất một phân nào luôn. Sợ quá. Ông nào ông giữ cái xe này. À, chủ lữ mà. Quên. Nãy giờ quay phát máy gầm cực chất luôn. Con này anh em chỉ đổ xăng vào đi thôi, cam kết các bác đầu đít zin hết, không mất một phần keo chỉ nào, chưa còn chạm vào đâu luôn. Máy nổ êm đây. Ô đây, ông này còn bọc cả inox của cái này nữa cơ, kỹ tính thế. Hôm nào vớt con này đi thì an tâm rồi. Đây, cùng quay qua cái con này cho anh em xem này. 158 triệu đồng, biển tư nhân, chủ lữ Hà Nội, lốp mới, đăng kiểm tháng 1 năm 2020. Đấy, màu đỏ rất là sang trọng, đẳng cấp. Giá chỉ có 158 triệu thôi. Ốp cả hai cái gì kìa. Cả hai cái gì gương nhỉ? Gương chiếu hậu đúng không? Đấy, cả hai cái gương chiếu hậu luôn. Nội thất thì mới, sạch đẹp, thơm mùi dạ hương. Mùi phụ nữ dạ hương anh em. Đấy, thơm thôi rồi. Mùi xả anh em nhá. Mùi dạ hương anh em chửi chết. Đấy. Nhìn này, yêu chưa? Cái form này. Form support này lại bay phút mốt. Đấy. Rồi, xong em này em chuyển sang em 2010 154 triệu. Em này thì em đã làm video riêng về nó anh em nhé. Nói chung là chẳng chê được cái điểm gì đâu. Đăng kiểm tháng 7 năm 2020 cơ. Nội thất thì mới, màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, cũng màn cam nùi. Đấy, anh em nhìn này, ghế da cũng mới này. Chân thì cũng bọc da rồi. 154 triệu, có cái tay vô lăng hơi đều một tí. Anh em bọc cái giả da vào là ok. Không cần làm gì hết anh em không, nhìn thấy không. Đấy, keo chỉ cũng zin hết. Nó cũng zin khá nhiều chứ không phải zin hết. Đấy. Màu thì màu lông chuột. Biển thì biển 26 ở đâu anh em nhỉ? Lào Cai đúng không nhỉ? Sơn La. Mẹ suốt ngày nhầm anh em chửi cho tét tua mà cũng không nhớ. Đây. Úi giời, đằng sau còn có cái câu bình này anh em này. Khả năng con này vừa hết bình xong. Đấy, anh em nào lấy thì sẽ hỗ trợ anh em cái bình bung cho nó ngon lành. Đấy nhá. 154 triệu nhá. Có video riêng rồi. Cản sport đầy đủ hết. Na răng thường, cũng giống con màu đỏ kia. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning vừa về, cập bến khả năng ô tô.
Na đang đúc mới cứng thôi. Ui, con này đẹp thế. Màu lông chuột à? Cũng màu lông chuột mà hình như 152 triệu đúng không? 152 triệu đồng sở hữu ngay một chiếc Kia Morning Lưng Sport. Con này cũng đời 2011, đời cao, 4 quả lốp mới. Một quả này nó hơi mòn mòn một chút. Đây. Con này keo chỉ cánh cửa zin này. Đấy. Nội thất này. Nội thất lỉ nguyên bản và bọc ni lông. Đấy, chưa nên ra nhưng mà để bọc ni lông và lỉ nguyên bản. Màn hình cam nùi đầy đủ. Màu đen này, cái táp nô nhìn khá là yêu. Nhẵn thín. Đây. 4 con sao anh em thao lựa chọn nhé. 152 triệu. Mấy cứng luôn. Chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Cua lốp chưa mọt này. Lốp đánh lốp rất là sâu. Phanh đĩa đây. Phanh đĩa đấy. Phanh đúc phanh đĩa. Đăng kiểm tháng 7 năm 2020. 152 triệu đồng, tên tư nhân biển Phú Thọ. Rất là đẹp. Mấy con này bên em đều cứng hết anh em nhé. Tết này anh em nào có tầm tiền 150 đến đây em bán cho một trong 4 chiếc này. Về còn đi Tết. Màu thì hai con lông chuột, một con bạc và một con màu đỏ. Đỏ kia là đỏ zin nhé. Đấy. Để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng lại 4 chiếc Kia Morning giá rẻ bên em. Hơn 150 triệu đồng anh em sở hữu ngay một trong 4 chiếc Kia Morning đời 2011. 3 con 2011 và một con 2010 bên em. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip của em. Anh em nào cảm thấy thích chiếc nào liên hệ với em để làm giá. Để ép giá. Em sẽ có bớt khi anh em xem xe chứ không làm giá qua điện thoại, anh em khỏi phải hỏi giá nhá. Còn tất cả chiếc này đều đã từng là taxi ra anh em nhá, không phải hỏi luôn. Từng anh em nào hỏi có taxi dịch vụ không? Nhọc lắm. Đấy, không taxi dịch vụ giá khác. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.